À hôm nay anh mua cho em một đống đất nặn đi. Chứ đất sét đây ngoài đồng ấy. Đất sét nó bẩn. Nó bẩn. Chả thế. Chứ đất nặn này nó mới dính. Cáo sét bẩn. Cháu ngồi đặt vào nó quải ngay. Con người ta hơn nhau ở đứng đầu. Tí nữa mày xem nó oải nhá. Thế mày làm to ra chứ. Nó không phải oải. Không phải to, tí nữa hãng có cách. Có cách. Anh đặt bừa. Sao anh không làm tròn xong rồi lấy cây pẹt, pẹt này là sao? Cái pẹt này. Bằng đắp thành mồ. Cái gì nó cũng phải từ từ, nghệ thuật là cái nó cây phải từ đặt từ. Ở pẹt làm lỗ hổng cái gì? Pẹt, pẹt cái gì? Tí nữa sẽ có cách. Mày làm sao mà hiểu được? Wow. Anh uống thì đẹp đấy. Anh nhây ra đây bẩn phủng đẹp đấy. Đấy, nó đi tí nữa chỗ mình ngồi là phải sạch. Sạch xế. Sạch xế. Đồ sạch chưa? Chưa. Cứ phải bình tĩnh. Nhưng mà chưa có gì ăn. Tí nữa, tao chuẩn bị hết rồi. Anh có hôm nay sẽ đãi mau đệ món lẩu cháo lòng trễ lợn. Các thể loại à, gọi là lẩu cháo lòng trễ lợn. Trời. Lẩu cháo. Thế thì có mạnh thì nấu cháo chó thì khó. Cháo chó. Lẩu gì? Lẩu này, xong lại còn cháo này. Lòng các thể loại. Sao mày chưa được ăn lẩu cháo bao giờ? Chưa. Đấy là hôm nay tao chưa bắt được chim bồ câu. Bồ câu nữa lẩu cháo chim bồ câu. Ơi, nhà Dũng thì xỉn khó này. Thì thôi rồi. Hả? Cháu bắt. Được tài. Được tài. À, sao bắt của anh ấy khóc ấy. Bắt chim là khóc á. Anh ấy. À, mày bê cho anh cái nồi đất kia để ướm thử cái. Nãy em mang xuống cao su lên bẩn. Anh. Ướm thử cái nồi đất cái xem là nó sẽ như thế nào. Cân không? Cân okay gì không? Nó lệch nồi. Cân rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, mang nhắc xuống. Chuẩn phê lệ. Mà lại cả nhìn ngu ngu mà không đẹp phết. Tao lại vả nó bây giờ. Chẳng thế. Đời gái nhà mỏng nhé. Quay thỉnh thoảng làm được một cái. Quay về que kể. Bây giờ là đã xong chiếc nồi. Bây giờ là anh em mình sẽ chuẩn bị bước tiếp theo. Từ để anh đi rửa tay sạch sẽ. Đừng có làm bẩn cái khu này nhá. Ok. À để em rửa cho. Đừng rửa. Con nước thì rửa. Đừng chỗ này đi. Tí mình ngồi bên kia mà. Lấy nước rửa cái mấy cái này. Không, đi. Đừng. Đấy. Nhìn cái này ngon nhỉ. Mọi người thấy cái gì chưa? Đây là một cái gọi là dạ dày. À cái gì? Chế lợn. Cái này là cái này cái bọc bọc con đấy phải không? Hả? Bọc con lợn con phải không ấy? Bọc con lợn con á? Chả biết được. Cái này là chế con lợn con ở chui trong cái chế này nè. Con lợn con nó chui trong cái chế này này. Chả thế à? Chả biết đấy. Chả biết. Ui rồi. Nước. Lấy cho em một miếng trước. Chưa chín. Mới trần qua thôi. Mới trần qua nó chưa chín đâu. À mày nêm kia vào cháo đi. Đây. Tôi cháo của anh em mình là sắp được cháo rồi. Cháo mà để cá nấu yêu ơi, chẳng có cái tân nước. Thì nó đã nở ra đâu, mày cho gia vị vào. Rồi. Cho gia vị. Đây đây, mắm muối, mì chính muối cơ cả. Đấy xong rồi nêm nó lên. Đấy nó phải nở cháo, nó phải nở bung quét ra ấy. Thì nó mới bắt đầu ngon được. Nở bung rồi mà. Đúng chưa? Còn gì nó nở bung. Rồi mình bắt đầu thái cái này ra cho nó. Ê! Cái này mà cho đường vào uống như kiểu đấy ấy. Như kiểu gì? Nước gạo mà. Nước gạo gì? Điên này. Cái này cho đường vào ăn ngon đấy. Thì về thì dành. Thì dành gì? Chết gà này. Tôi lỗi chữ thật tí luôn. Chưa không chưa trên. Từ bẩn. Bẩn. Bẩn gì? Bẩn đấy không là ở mình. Châu bò 30 năm không tắm vẫn 20-30 triệu thế thấy. Ừ thế thì anh ấy chỉ có mấy triệu thôi. Sao? Anh mấy ngày tắm một lần thì kém hơn châu bò. Châu bò tắm. Châu bò á? Điều, anh đừng có bốc phét đi. Cái gì? À châu nó tắm suốt. Nó cũng tắm nha. Bò. Mày thấy bò tắm bao giờ? Nó tắm mưa mà em tắm mưa suốt. Ừ. Bốc phét. Rồi nói chung là tắm làm gì, mai nó lại bẩn. Mà mình có bẩn đâu mà tắm. Bẩn
bẩn em mới. Thì có những thằng bẩn, những thằng mao đệ nó mới phải tắm thôi. Này anh ơi, bị bẩn nè. Tắm gì? Cái chế nó nhìn nó không được ngon lắm nhỉ. Hay là con lợn này chắc lại kìa rồi. Dạ. Con lợn nó bị Đó, mình ngồi đợi nhá, anh lớp trước. Xin phép mọi người mình lớp trước. Tại vì nói chung là ngon. Nó hơi sôi sôi tí nhưng mà đói lắm rồi. Em cũng chén cho nó ăn mới. Của thằng nào thằng Nhăn. Thế để chung nhau lại còn. Để em mới nói. Đấy, đây là sách nhá, sách trâu. Sách trâu. Đấy. Đây là thịt trâu. Đây là thịt trâu. Này, anh cho anh khuấy. Cho nhiều vậy. Không được khuấy. Sang hết bên của anh rồi. Mà đi cho sách trâu. Này, anh đảo à. Anh cho anh đảo sang quý em. Ăn đôi ra. Thì nữa nó sôi thì ăn không kịp nhá, thoải mái luôn. Ăn cháo ngon hết nhỉ. Thì nữa nó ra nước cháo nó hay úp mình xuống. Bán em chồng em chế nè. Phải được. Này bao nhiêu sợi tươi ớt nè, chanh nè. Ngon. Đã ngon. Đợi tí mọi người. Ừ, đây cho mãi chẳng sôi anh ạ. Chắc là sôi rồi, đây cho đâu mọi người xem mà. Đây là nồi lẩu cháo lòng. Đây là lẩu cháo trễ lợn. Cháo trễ này, đây là trễ này. Đây là sách bò này. Sách bò này. Đây là thịt bò thịt này. Châu. Thịt trâu. À? Sách trâu. Thịt trâu này, sách trâu. Và rau củ quả. Với cả đây là nấm này. Thèm chưa? Rớt ra chưa? Đây là tắc tẻ tắc teng này. Tắc tẻ tắc teng là gì? Đấy, tắc tẻ tắc teng này. Đấy là rau tầm bóp. Tầm bóp tắc tẻ tắc teng này. Tòng teng, tắc tỉ thực teng. Đây, còn đây mới là cái chính của anh em mình. Ấy, ấy, thôi rồi, rồi. Cháo. Từ. Rồi. Cháo thì nhú với cháo. Không ra mọi người ạ. Ôi, như kiểu nhú có cái mẻ nhỉ. Ừ. Đấy, xôi rồi. Xà. Chín chưa? Chín rồi. Chín rồi. Xôi rồi. Đó, em thử một miếng. Đấy. Cái này phải chấm mù tạc anh ạ. Đây, thịt trâu này, mời tất cả mọi người nhé. Thịt trâu này. Sách trâu ăn đấy, chế lợn này, sách trâu này. Thịt trâu đâu? Ừ. Những thịt trâu nào? Ờ. Ấy. Tao cho thịt trâu vào rồi mà. Đâu? Đâu rồi? Sách trâu à. Đây rồi. Đấy, làm kim à. Thằng nào thái thịt trâu mà nhắm nhắm nhỉ? Anh như ai? Mời tất cả mọi người nhá. Chế này. Thịt đâu anh? Ừ. Thêm miếng, em làm một quả này. Đấy. À, đưa cả bát đấy. Đấy. Ui, cả cháo luôn mọi người nhé. Cả canh luôn đấy. Ăn lẩu cháo phải ăn thế này. Này. Ngon đấy. Rúng một ít rau à? Rúng một ít rau. Không, rau sống này chỉ cần rún phát, chén luôn. Không phải rún mà cho vào bát cháo này. Đấy. Đã đấy. Tắc tỉ tắc tiêng nữa. Này ăn rồi xuống nhỉ. Chưa bao giờ ăn thoải mái như hôm nay. Xôi đấy. Hôm nay anh phải làm nồi lẩu mẻ cơ. Anh ạ. Lẩu mẻ. Canh mẻ à? Lẩu mắm tôm. Trên cả mức tuyệt vời mọi người. Chà. Giỏi lắm chứ. Bằng đây. Ngon. Có một ít này vào. Ớt nè, cho củ ớt này vào. Wow, ớt. Lại đi. Quá tuyệt vời. Giòn lắm. Phải lắm. Chết là giòn. Có nên cho cả cái này vào nướng cháo không mọi người? Ninh cho nó ngọt. Đây, cái này, ôi. Ở đây ăn cái này cho vào nó đầy mất. Thôi để tạm đây, đấy. Để khoe thôi. Để vào đây nó đầy mất. À, như cái sách bò này nhá. Không nên ninh kỹ, mà ninh kỹ là phải kỹ hẳn. Bò này, đúng phát thế này.
khoáng. Lại mình ăn miếng ớt rồi. Xong bắt đầu. Đấy cái này. À, cả nước. Đấy, ui, to thế. Đấy. Xong bắt đầu thế này. Ui, sạch. Ui, cái miếng sạch này ngon này. Em ăn một miếng sạch. Miếng tí thôi, là nó chín, ui, giòn lắm đấy. Chấm ở đây. Với chấm ở đây. Cho mùi. Tuyệt vời quá mọi người. Giòn quá mọi người. Ngon nhỉ. Nấm này anh ơi, nấm này. Nấu cháo, bây giờ nó mới sột sệt này. Đấy. Thấy không? Ngay thiếu tí lòng á. Không, thấy lắm. Có lòng là nồi, cháo lòng. Đây này. Cháo lòng với cái canh ấy chứ anh nhỉ. Miếng này. Đấy. Tầm đây thôi mọi người. Ngon. Đây là miếng đầu trễ nha. Đấy. Đây này, đây là con cháo, cháo thịt trâu này. Mấy cả cháo này mới ớt này húp. Ừ. Húp luôn này. Mày thử nhúng một miếng đầu trễ này vào. Làm như anh này. Thịt trâu ngon nhất. Thịt trâu mới cả. Đây, cho mọi người xem. Thịt trâu mới sách. Wow, thấy chưa? Thấy chưa? Đây, bắt đầu chấm. Đây, đây, từ từ. Đấy, kiểu nhúng vào đây này. Chấm vào ớt. Không, thế không ngon. Đúng cái này hàng sống hơn này. Chấm vào đây này. Thịt trâu mới sách nha, mà đi. Chấm vào đây, nhúng. Chết. Sách. Chết không? Không, em thích ăn sách mấy cả thịt trâu hơn. Chấm, không để cho nó chín quá cơ. Ăn nó vừa chín tới đấy, ăn mới quê. Ôi, chuyển lên màu đen này. Chuyển lên màu đen. Ê, có cồn đấy. Thì nó. Đã cồn chuyển lên màu đen. Rồi, vừa tới này mọi người. Rồi. Tiếp tế bánh cồn vào cho. Đúng rồi đây, đúng rồi đây. Cho nó sôi. Nhưng mà sôi từ từ thôi, sôi quá rồi. Cho ít rau tầm bóp à? Đây, rau tầm bóp đây. Rau rừng đấy. Tắc tỉ tắc tiêng. Rau tòng teng. Tắc tỉ tắc tiêng. Tắc tỉ tắc tiêng là cái gì? Tắc tỉ tắc tiêng mà. Ăn ngọt nữa. Ủa cho nhiều thịt trâu anh ơi. Thịt trâu mình nhúng cái thôi. Thế này đưa anh vào. Cái cháo này nó nóng, hiểu không? Nóng gì ấy. Săn lại cả thôi. Đấy, trời, thấy chưa? Thịt trâu phải nhúng cái này này mọi người. Ăn kiểu này, ăn kiểu này nhỉ. Rồi, đợi đã. Không, cái đấy nhúng làm gì, cái đấy là rau sống, nhúng gì. Đặt vào đây. Đấy. Rồi, cả vào. Cho một quả ớt vào nhé. Này, có vào. Cho một lát ớt vào, ui, trông trống. Ngon lắm. Dùng quả rồi. Đấy. Chết luôn. Nó nồng quá. Ngon. Nó nồng quá. Đã đồng thưởng thức lẩu mát ngon. Tao từ lúc tao mặc cái áo này trên thế hay qua đây. Quay quay áo mới gì? Không phải áo mới đâu, áo cũ ấy, mới mặc lần hai thôi. Ây chà, đây. Sau khi gần chén no rồi mà cháo bắt đầu ngon mọi người ạ. Bây giờ bắt đầu ngon, anh đã ăn chưa? Tất cả ăn. Em nhìn như kiểu là cháo trúng cúng cô hồn ấy. Cúng cô hồn. Cháo sột sệt nó thế. Bây giờ cho nốt vào đi. Cho nốt vào. Cho thịt đi. À, cho nốt vào ấy. Thịt bò đâu anh? Thịt bò vào. Hết bố rồi mày ăn hết thì còn đâu. Gắp vào. Em gắp hết của anh vào nữa. Gắp sách nữa. Đồng tất vào.
rồi. Làm một mẻ cuối cùng mọi người ạ. Xong ăn cháo đã nhỉ. Ừ. Xong ăn cháo đấy, ừ. Cháo đặc rồi. Rau rồi. Ấy, rau cho sau, rau đấy cho sau mày rốt thế. Rồi. Rau cho sau cho hết thịt vào. Rồi. Đấy, đây. Rồi. Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Đấy, người làm cháo đấy. Xách sốt thịt chưa? Đấy. Anh ơi. Không hết được, không hết được, không hết được. Thôi đừng phí, đừng phí. Bây giờ anh em mình sẽ không lãng phí thức ăn nữa. Cho trễ vào. Chỉ ăn vừa phải, no là được. Cho hết sách vào nhé. Bây giờ cho hết cái cục kia vào nữa thì không thể ăn được. Không thể hết được. Anh đừng đảo để im. À, chén dần đi. Chén tiếp. Nó chín. Chín rồi. Không phải ngại vết bẩn. Ngại gì vết bẩn, đã có Omo. Đây, Toshiba. Toshiba Tashibo. Toshiba Nagakawa Toshiba.